Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình ra vườn mình thu hoạch rau muống nè. Hôm nay rau muống nó tươi tốt quá trời luôn nè. Mình sợ già đó. Mình thu hoạch cái chậu này là mình thu hoạch đợt đầu ha. Lần trước mình thu hoạch cái chậu bên kia là đợt được một đợt rồi. Bây giờ mình thu hoạch cái này lần đầu ha. Nó tươi tốt lên chưa nè. Nó không tươi ha. Mà hôm nay á mình đem cái chậu nước này nè. Mình ra đây nè. Để mình lúc mà mình thu hoạch á cái mình cắm vô cái rau muống là mình cắm vô cái chậu nước á để cho nó đỡ héo á. Với lại á, thu hoạch rau muống á, là mình thu hoạch ban buổi sáng á, mấy cái tất cả rồi rau luôn buổi sáng mình thu hoạch thì sẽ nó tươi hơn ha. Giờ mình chuẩn bị mình thu hoạch mấy cái rau muống này ha. Để có thể cái vỏ này nữa đi. Giờ mình chuẩn bị mình thu hoạch rau muống nha. Mấy cái rau muống này là mình trồng từ hạt nè các bạn. Nè, không, đây là rau muống lá tre ha. Năm ngoái á, thì mình trồng rau muống lá to. Còn lá tre á, thì cái lá nó nhỏ vậy nè các bạn. Cái lá nó rất là nhỏ, rất là thon nè. Còn lá rau muống lá lớn á, thì cái lá nó to lắm. Cái lá tre này là mình lúc mà mình đem vô mình xào á, là mình cứ mình không có bỏ cái lá á. Mình xào cái mình ăn luôn cái lá cũng được nữa. Nó rất là ngon ha. Đây nè, nhìn mấy cọng rau muống thấy cưng chưa. Năm nay mình trồng nó hơi thưa hay sao á, thấy cũng còn chỗ quá chừng luôn nè. Không, thì rau muống á các bạn trồng á là rau muống nó rất là thích có nắng ha. Mình trồng trong nước cũng được hay là trồng trong chậu khô này cũng được. Cái chậu này là mình mua ở Costco nè. Cái chậu này là 27 ga lông mua ở Costco ha. Về cái mình đục lỗ bên hông nè. Cái chậu này là ông xã mình đục lỗ bên hông nè, nhưng mà không có đục ở dưới, đục ở trên đây khoảng một chút xíu nè. Không, xong mình trồng á ba bốn cái lỗ gì đó. Rồi rau muống cũng dễ trồng lắm. Các bạn tưới nước nè. Nếu mà ở khách sạn trời nóng thì mình tưới nước mỗi ngày ha. Trời mùa hè á. Rồi còn mùa trời mát mát này. Mà rau muống nó thích trời nóng nha. Trời mát nó không có thích. Rau muống tươi tốt chưa. Mình lấy cây kéo nè. Thì mình thu hoạch ha. Mình cắt. Cắt mà chừa lại khoảng một chút xíu nha, cho nó mọc ra mấy cái mới các bạn. Đây nè, nhánh mới á. Rau muống còn tươi lắm các bạn ơi. Đây nè, thấy không, thấy cưng không? Nè, mình cắt xong rồi nè các bạn. Buổi sáng mà mình cắt rau nó rất là tốt á. Mình cắm vô cái chậu đó, cắm vô nước kìa nè, thì nó sẽ giữ cái rau muống của mình nó tươi ha. Các bạn nào có cái chậu bự thì mình cắm vô. Nhà mình không có cái chậu, có cái chậu bự nên mình cắm vô cái chậu này cũng đẹp nữa, không? Đây nè, đó mình cắm như vậy thì rau muống của mình nó sẽ tươi. Nếu mà các bạn mà thu hoạch ngay dưới trời nóng á, thì cái rau của mình nó sẽ không bị héo ha. Đó, mình mới suy nghĩ ra. Đây cái này, cái cách này là của người ta mà người ta cắt hoa hồng á các bạn. Thì vừa cắt người ta sẽ để cái chậu nước kế bên, người ta cắm hoa hồng vô luôn. Đó, đây là cái chậu rau muống mình nè. Nhìn thấy cưng chưa? Đợi cho mình sẽ thu hoạch hết. Các bạn cắt qua chừa khoảng tới đây ha. Mình cũng có thể bẻ vậy nè. Rồi mình ngắt ra cũng được ha. Đây nè, sẽ chừa khoảng một chút xíu nè. Vậy là để cho nó đâm ra những cái nhánh mới nha các bạn. Coi nãy giờ mình thu hoạch được cái thùng này nè. Cái thùng này là được bao nhiêu đây rau muống nè các bạn. Cái chậu này nhỏ nên mình cắm được có chút xíu à. Xong bỏ vô cái rổ nữa nè. Đó. Chút xíu mình qua cái chậu kia mình thu hoạch luôn ha. Đây nè. Đẹp chứ. Cắm rau muống thành cái bình, giống như là cái bình bông vậy. Cái này mà để vô nhà trưng cũng đẹp nè các bạn. Hay để vô nhà chân cũng rất là đẹp luôn á. Okay. Nói vậy thì rau muống của mình nó rất là tươi luôn ha. Cắt ra xong cái bỏ vô nước liền các bạn. Không, nhìn non chèo luôn đã chưa. Thì mình ra mình thu hoạch thêm mấy chỗ khác nha. Mình đi qua bên đây, cái chậu bên đây mình thu hoạch thêm nè. Ở bên đây có thêm một mớ. Chậu này là bữa trước mình có thu hoạch rồi nè. Bây giờ nó mọc ra cái mới nữa nè. Chậu bên đây là mình thu hoạch được hai nè. Các bạn thấy dưới cái mắt này nè, có cái chỗ này mình đã thu hoạch nè.
xong nó sẽ nó mọc ra những cái nhánh mới nè, cái này là cái nhánh mới nè các bạn, đúng không? Đó, thu hoạch xong rồi mình sẽ, các bạn có thể tưới thêm phân cá hay bón chút phân cho nó có chất dinh dưỡng ha. Đó, bẻ cũng nghe nó cũng rất là giòn luôn á. Không? Đó, còn một mớ mình cắt hết luôn để mình xào ha. Phía sau này là mấy cây ớt nữa các bạn. Chúng mình sẽ quay cho các bạn xem cái ớt có trái. Hái hết ra muống này đi. Sẽ quay cho các bạn xem mấy cái cây ớt. Béo bao tải không thôi, nó dính mũ nha. Rồi, em làm ra muốn xào tỏi ăn. Đó, nguyên một bó này các bạn, đã chưa? Bỏ vô giỏ nè, thấy không? Để vô giỏ mình thấy nó cũng muốn khéo rồi, được mùi giỏ ra muốn các bạn ơi, đã chưa? Được một bình ra muốn. Cái này là cái dưa leo tí hon nè, dưa leo mà nó nhìn nó giống như trái dưa hấu vậy đó. Hôm nay nó tròn tròn nhỏ nhỏ, thấy cưng chưa? Đây nè, dễ thương không? Không biết khi nào mới thu hoạch được nha các bạn. Phía dưới đó mình thấy cũng có mấy trái nè, dễ thương quá chừng luôn, không? Đó. Đây là cái tên của nó nè. Các bạn nào muốn mua trồng á, đây là cucamelon ha. Đây nè, bữa mình mua ở Lowe's, không, cái này mình mua ở ACE ha. Ở chỗ bán mấy cái dụng cụ làm vườn á. Hoa hồng nó cũng nở quá chừng nè các bạn. Cái cây này nó sai hoa ghê luôn á. Đây nè, đã chưa, nó rụng hết mớ ở dưới đất nè, không, mấy cái nhánh hoa hồng đó còn có mấy nụ mới nè. Cái này nó sắp nở, nó nở từng miếng rồi nè các bạn, đẹp ha. Đó, mình nè các bạn, cái ớt mà năm ngoái chỗ mình trồng ớt á, chỗ cũ á, xong nó rụng hạt xuống cái nó mọc lên mấy cái ớt này nè, nó tự mọc lên luôn cái những cái ớt mới. Cái mấy cây này mình không có gieo, không có ươm gì hết á. Đây nó trái, thấy cưng chưa? Đó, dưới đây nó nhánh rất là nhiều ha. Đây có màu trái nè, dễ thương ha. Đây nè, quá chừng dễ thương các bạn. Đó, đây cái chậu rau muống hồi nãy mình thu hoạch nè. Đó, mình cắt ngắn vậy thôi, mình dừa lại khoảng một khúc vậy nè, để nó mọc ra những cái nhánh mới. Đó, các bạn có thể bón chút phân cho nó, phân organic này kia đó, để cho nó ra thêm đợt nữa là mình cắt đi rồi mình ăn tiếp. Thì khoảng 2 tuần nữa là mình có thể ra mình thu hoạch rau muống tiếp nữa đó các bạn. Ăn liên tục thì tới hết mùa hè luôn á, ăn tới mùa đông luôn các bạn. Nó trồng một lần là ăn nguyên cả mùa hè luôn, rất là đã luôn nha. Cái táo này sao hôm nay chắc cũng thúc sắp thu hoạch được rồi nè các bạn. Đây nè, táo honey jar, nó hơi vàng vàng rồi nè. Ngon chưa, ăn thử trái còn ngọt không nha. Đây nè, hái trái này nha các bạn, nó hơi vàng vàng rồi nè. Đó, đã chưa, sạch á, ăn thử. Nó ngọt không các bạn ơi, ngọt gắt luôn á, ngon quá chừng luôn. Nó nhỏ nhỏ, trái nhỏ xíu à. Nó hộp nhỏ xíu nè. Cái cây bùn gót hôm trước mình trồng nè các bạn, không biết con gì nó ăn nó cắn gì nè, nó cắn thấy hay không? Đây nè, con gì á nó cắn mấy cái rau của mình nè. Đây là mấy cây bùn gót nè, mình mới trồng luôn á, bây giờ nó cũng cắn nè, thấy không? Quá chừng. Mời là bên đây là mấy cái ớt của mình nè, 16 cái ớt nữa nè. Dưa hấu hôm nay nó bự các bạn ơi, thấy cưng chưa? Đây nè,
nó bự thấy sợ luôn á, thấy cưng luôn á. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nha. Nếu thấy thích video này thì đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.